anh quay video test máy cho mình anh nhé. Tổng thể của máy đấy ạ, còn rất là đẹp luôn ạ. Mặt trước của máy ạ, các cạnh của máy đấy ạ, không có bị va đập hay là cần móp gì cả anh nhé. Mặt trước chỗ này thì có hơi xước nhọn một xíu xíu. Nói chung là máy đã qua sử dụng nên là không thể tránh khỏi được. Cái này thì mình để ý kỹ thì mới thấy thôi. Em soi sát cho mình xem đấy ạ. Mặt sau của máy cũng còn khá là đẹp luôn ạ. Đây, chỗ này thì có hơi xước một chút xíu. Đó. Nói chung là máy đã qua sử dụng, ngoại hình như thế này là rất là đẹp đấy ạ. Em test các chức năng cơ bản của máy cho mình ạ. Em test camera cho mình ạ. Đây là cam của máy ạ. Mic thu lại ạ. Em test bàn phím cho mình ạ. Những phím hiện trắng trên màn hình là những phím có trên bộ bàn phím ạ. Những phím bên này thì trên bàn phím không có, nó sẽ không hiện ạ. Loa của máy ạ. Ổ cứng 512G ạ. ID của máy ạ. Máy cảm ứng xoay được 360 độ ạ.